B450C cho anh Cách nhà em đây. Cái này thì sẽ buổi trưa mai sẽ gửi xe về Quảng Ninh cho bác. Thì em đã test và vệ sinh hết lại rồi. Đây các bác có thể nhìn thấy luôn. Em quay cụ thể cho bác anh em về cặp B450C hàng bãi này luôn nhá. Mở hẳn ra cho anh em xem đây. Đấy. Những cặp bát nguyên zin này. Đấy. Hàng chung series rất đẹp cho bác anh em luôn. Hàng này là B450C hàng tem xanh thôi anh nhá. Quay cho bác xem cụ thể hình thức. Nếu anh em yêu cầu về những cái cặp mà loa hàng đẹp nguyên, bên em sẽ làm cho bác anh em. Và tất nhiên là nếu như anh em không quá quan trọng hình thức thì anh em có thể lựa chọn những cái cặp mà có thể nằm về nó bị xước hơn một chút xíu, và tất nhiên giá sẽ rẻ hơn một chút nếu anh em không quá quan trọng về vấn đề hình thức. Đấy, em test đây có một loa một thôi. Đấy, test thực tế luôn cho anh em luôn và cũng quay cho bác luôn nhá. Đấy, BB450C tem xanh, bát 25 từ kép, hàng bãi nguyên zin cho anh em luôn. Về cặp loa 450C này thì giá hiện tại bên em nó khuyến mại rất đẹp cho ba anh em luôn rồi. Tất nhiên thì anh em phải để ý giúp em một điều, đó là hàng bãi nguyên zin đẹp chứ không phải là những cái hàng nắp ráp. Đấy. Giá thành nó khác nhau hoàn toàn và chất lượng nó khác nhau hoàn toàn các bác nhé. Đấy là em chia sẻ luôn cho anh em đấy. Hàng có như nào thì em chia sẻ luôn cho anh em. Và mẫu BB450C này thì đã rất quen thuộc bác anh em luôn rồi. Hàng bãi xịn thì anh em nhìn cái biết ngay. Anh em về các bác có thể kiểm tra luôn phần bát chép nha. Đấy, quay cụ thể cho anh em và test cho bác cặp loa rất là quen thuộc đúng không ạ? Anh em có nhu cầu về cặp loa BB450C hàng bãi nguyên zin tem xanh trùng series hình thức đẹp thì anh em có liên hệ trực tiếp qua bên em nhé. Giá đầu 4 đồng thôi. Các bác anh em có thể sở hữu một cặp loa bãi siêu đẹp. Quay cho ba anh em rồi nha. Đấy, và test thử tiếng cho anh em. Và anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại với bên em. Và đừng quên ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh phía bên dưới các bác nha.